À, đó, từ ta mùi kia bò đấy thì đặt nó hết đấy. Ok, chẳng ngày nay dân liên bị lu lu miền bay miền đú miền vá hay phò mình tên tư ra tập pi đú ai kịp cho của bạn là sao đú process bọc cột biết cứ mình tên tư ai cho phò vá cho nó bạn chẳng út hò hò mối ấy út hò à phạt thôi riêng mình này chẳng dân miền ấy dân miền vá f mà pram S đồng nào ơi factorial đồng lại factorial này mình đi tiết mình S đồng nào ơi sám thông ra lại mình xa mùi mất bây giờ viết bốc lại và tỏ bỏ ơi viết xa xôn côn nó xôn đó bây giờ rồi phát bốc ơi xôn mà nó xa bốc tỏ và đây rồi phát phát côn ọt thì thầy mình tiết mình và ai mà nâng mùi đài thầy đu nè đu chập đam ơi viết loop ở việc process ấy process ao ấy kia ao chụp đã vào lại dẫn to bị đuôi dẫn phở vào chè bắt bật bùng chói mì lầm chè vào ấy vào ao ấy thời tổ chiến rứt má f lẽ khăn được khó đấy hay và tọa máu sắm má ao sắm bố cái gì bố ai hay ai bột bột thì phải càn nhỉ hay bắt đầu mà tiết về chọc lúc dương ai về lớt lớt xăm mà chẳng dương răng mới lớt phòng mà stop function hey. Đi sao nữa test function ô phở dù bây giờ lọc à ra phở mắc thầy comment S phở PC thầy control S tao 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 control tao 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 mặt đông này cứ mặt đông thật bề về thật lúc về thật của xe lang vinh chẳng phải lẽ khăn phật chẳng lấy chẳng mơ mơ đu thôi ấy S mà mán S mà muối ơ xong tốt S mây toàn mình là lại gì bây giờ đặt là thằng chuyên sọt bó cứ viết mày ăn mình là lại gì S mà nó S cha muối còn là muối ban mùi hay với can là lại muối bên S mà muối ai S mà pì chẳng muối ô pi tôi chưa mắn pi tôi chưa pram bật ọt bật lang lơ mình chà chà mấy mùi con pi bán pi pi ai lang bay bay bật tiết pi con bay bán của mùi chẳng ai bột lang to hốt đó ó chọc chụp tôi cá biết rồi xe à lờ à vậy là panh ha dùng ta ai smart đọc đọc thôm tôi chừng pram bật ọt ọt bật đấy nè còn tay đu vi ọt khó lì đu vi lần tay process mà đoan hay bàn chạy mà tập hồ chạy mơ condition chạy mơ lẹ khăn chân lại đi tụi bây giờ ai smart đọc cả đói cô đứng trang bán process mỗi đoan này bà hay bàn chụp thôi cả đã xong hà sắp chẳng dùng mũi con này hà sấp hay bàn việc cao làng mán làng hà mũi mà chạy lại khăn lên bất nhục phở ở đây mình khăn cứ phở mặt đồn có đi
នេះឃើញ50កាលចំនួនមុនចំនួនអត់មាន interface គឺអត់ដូចគេប្រើហេតុអីបើសារកូដតអនលើផ្ទាំងស្គ្រីនខ្មៅផ្ទាំងស្គ្រីនខ្មៅកូដវារ៉ាន់លើចុះក្រោមតោះនេះអញ្ចឹងពេលដែលអត់ពិតយើងត្រូវទៅសេកូដឲ្យទាញអាលូបនឹងចុះមកក្រោមភាសាទៀតដើម្បីឲ្យវា process អញ្ចឹងឌូនឹងត្រូវការប្រើដោយសារអីឆែក username password ឆែកមុនសិនទៅវិញចាប់ username password សិនដាក់លក្ខខណ្ឌសិនបើពិតបានឲ្យទៅ system បំពិតទៅឲ្យបញ្ចូលភាសាទៀតជំនាន់មុនប៉ុន្តែឥឡូវមានណាឥឡូវ form ធម្មតា code លេង process ពីលើចុះក្រោមទៅ process តាមប៊ូតុងតាមអីដូចយើងចុចយើង click ទៅអញ្ចឹងលេងខ្វល់ហើយតែត្រូវការប្រើហើយ form បើសិនជាលក្ខខណ្ឌអត់ពិត form នៅតែ form នៅតែបង្ហាញដដែលបាច់ចាំបាច់ធ្វើ loop វិញណាអញ្ចឹងបានមកដល់ dual នេះសឹងថាតាំងពីបច្ចេក website មួយតែ complete ហ្មងអត់ត្រូវការប្រើវាវ៉ាល់ត្រូវការប្រើ for ត្រូវការប្រើឥឡូវយើងកែកូដនេះឲ្យទៅជាវ៉ាល់វិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌឌូអញ្ចឹងអាចថតទុកមួយសិនមកថតទុកឲ្យចាំចប់មកវីដេអូទាំងឌូទាំង for ទាំងវ៉ាល់ចាំធ្វើឡើងវិញបាទជើងឌូវ៉ាល់យើងលុបចោលមកបាទយើងប្រើវ៉ាល់ពីមុខចេះហ្មងណាគឺឆែកមុនឆែកមកតើ i តូចជាងស្មើ f ដែរឬអត់តូចជាងអត់តូចជាងហ៊ានថា i 50កូដនឹងអត្តនាការទេ skip ចោលហ្មងដោយសារខុសលក្ខខណ្ឌឆែកលក្ខខណ្ឌមុនបាន process បើឌូអត់ទេ process មកមួយចោលហើយបានឆែកលក្ខខណ្ឌចឹងបើពិតមែនឲ្យអីឲ្យ s ស្មើនឹង s គុណឲ្យ i ហើយបានឲ្យ i កើនប៉ុណ្ណេះនិយាយគ្នាណាចលនាផលទូបានដូចគ្នានេះ120តោះនេះវ៉ាល់នេះប្រើច្រើនជាងគេនៅក្នុងការធ្វើ website ទាំងមូលឬសារអីគឺត្រូវការទាញតំណែងពី database យកចេញមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើវ៉ាល់ហ្នឹងរហូតជំនិចមកចោតបានតែមើលពេលយើងធ្វើ PHP ដឹងទេគឺងាកវ៉ាល់ងាកវ៉ាល់ថតទុកមួយទៀតមកហើយណាបាទទៅមួយទៀត for for លុបចោលអស់ for for អី var i យើងអាចប្រកាសក្នុងនេះបានស្មើមួយស្មៀងឡើងមក for នេះធ្លាប់រៀនពីមុនមកខ្លះសាញ់ធ្លាប់ជាប់ចូលគ្នាអើវិញ i ស្មើមួយ i តូចជាងស្មើ fចឹងអាចប្រកាស f លើមក var f ស្មើ5ប្រកាសសំឡើងវិញមក var s ស្មើឡើងសំស្មើ1ទេមកហើយកន្លែងនេះឲ្យអីឲ្យ i បូកបូកតោះមកទៀតអីគេ s ស្មើនឹង s គុណជាមួយនឹង i បាទប៉ុណ្្នឹងមកហើយលទ្ធផលទូបានដដែលនេះបាទប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំ